Và mình cứ nghĩ là ồ, bé thứ hai chắc là cũng phải hơn bé thứ nhất là dễ hơn nữa nha. Không phải đâu nha chị. Trời ơi, từ khi mà sanh bé ra hả, một đêm thức chắc 4 lần, 5 lần, cứ 2 tiếng, 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng đòi bú một lần. Mà bé bú xong là cứ ít nhất một ngày phải 2 lần sặc sữa. Mà sặc như vậy thì cứ cà hước lên, không có thở được. Và có một lần là khi em cho bé bú xong, bé sặc sữa một cái, nhìn lại môi bé tím luôn chị. Rồi lúc đó vợ chồng em rúng lên hết, nhưng mà cũng vỗ rồi cũng làm mọi cách đó, thì bé trở lại bình thường. Từ khi đó là coi như là mỗi đêm là hai vợ chồng phải thức cùng lúc với nhau để mình kịp cách được xoay trở chị. Và cũng may là tới bây giờ thì hai bé cũng lớn, nhưng mà em cũng rất kiêng cái là những cái món ăn của hai cháu từ lúc mà ăn dặm cho tới bây giờ là ông xã em nấu hết, làm từ A đến Z luôn, thay tã cho bú, nói chung tắm rửa, nói chung làm hết Xí phần luôn vậy đó xí phần luôn. Nhiều khi chị biết em thấy ông xã em nấu ăn thì em nói là để em phụ cho, ông xã em nói thôi thôi em đi ra, đi em ra chơi với con đi, để trong đây nóng lắm, rồi thứ hai em không có biết, rồi em phụ nhiều khi võng tay võng chân nữa, rồi mất công em đi ra anh làm cho nó nhanh, là coi như là làm hết, không có cho phụ gì hết. Có một cái nữa là hai đứa trẻ của em á, thì trước khi đi ngủ á, thì kêu là ok tắt đèn đi ngủ, thì có một câu nói duy nhất thôi, Daddy, tài là tại, có nghĩa là giống như Chúa Giêsu á, buổi tối mình giang tay á, thì mỗi bên mỗi bé Ồ, vậy là như con theo ba. vậy. Con theo ba. Yeah, như vậy, như vậy thì mới chịu ngủ. Mẹ bá đạo mà mẹ bá đạo không cần phải làm gì hết. Nhưng mà cái công việc đó là em làm nail đúng không? Dạ. Thì cái công việc đó nó phải là từ sáng đến chiều tối mới về. Dạ. Thì dường như là mình không có gặp bé được nhiều. Em có thấy là mình bị thiệt thòi với Có lại. chị, rất là thiệt thòi luôn, nhưng mà em cũng dành mỗi một ngày chủ nhật để em nghỉ làm ở nhà, để dẫn các con đi chơi và đi du lịch rất là nhiều. Em không có nghĩ là mình làm ra nhiều tiền để làm gì, để mình dẫn con mình đi chơi, để khi mà còn nhỏ nó lưu lại những cái khoảnh khắc với mình. Em có thể giới thiệu cho các bà mẹ bỉm sữa khác về mình được không? Em xin chào chị Kim Hiền và chào Quỳnh Trâm. Em tên là Trâm Nguyễn, 33 tuổi, đang kinh doanh tự do về online, về mặt nạ, Milab và làm nail. Em đang có hai cháu. Cháu lớn của em là bé gái, tuần tới này là đúng 5 tuổi, và bé trai của em là 2 tuổi. Rồi cái quá trình mang thai nó có khó khăn gì không? Nói chung là cũng không có khó khăn, nhưng mà em sẽ kể cho chị nghe sau đây. Là vợ chồng em kết hôn được 1 năm thì em quyết định là có cháu. Tháng thứ 6 thì em cũng may là có tin vui là em đã mang thai. Tuần thứ 10, em nghĩ là 16, lúc mà đi siêu âm thì họ thông báo với em là ồ, xin chúc mừng gia đình, đó là một bé gái. Thì khi ra ngoài ngồi đợi thì có một bác sĩ đi tới và đưa cho em cái phim siêu âm, nói là đây là cái phim của bé gái của em. Họ muốn thông báo cho em biết là bé gái của em có thể rơi vào trường hợp bị bệnh đau. Nhưng mà khi mà em nhận được cái tin đó đó. Trời ơi, như một cái sét đánh ngang tai chị, không thể nào chấp nhận được, tại con đầu lòng của mình mà. Có hai vợ chồng suy nghĩ như thế Dạ, nào? thì lúc đó là em cứ nhìn tấm hình siêu âm thôi, và cứ càng nhìn thì nước mắt mình lại càng tuôn. Và đến là khoảng 30 phút sau thì bác sĩ chuyên khoa về nói chuyện với em. Họ có hai cái trường hợp đưa cho em lựa chọn. Thử nước ối á, thì là kết quả xét nghiệm 100%. Thử xét nghiệm máu á, thì chỉ có 90% thôi. Nếu mà mình thử nước ối á, thì có cái đèn và cái tim á, sẽ ảnh hưởng đến em bé. Nên em quyết định là chọn cái phương pháp là xét nghiệm máu. Họ lấy máu cho em xong và một tuần sau họ sẽ gọi đến nhà của mình thông báo cho mình biết kết quả. Và khi em về tới nhà đó thì mẹ của em gọi điện thoại cho em, hỏi là ủa con ơi, hôm nay con đi siêu âm phải không? Cháu có khỏe không? Nghe nói là hôm nay con siêu âm, con biết được giới tính là trai hay gái. Chắc là gái vậy không? Mà sao không thấy con nói cho mẹ biết? Mẹ rất là trong. Lúc đó giống như tim em nó co lại, mà nó nghẹn cái gì ở chỗ này. Em không nói nên lời, em chỉ biết ốc mặt chịu hối mà khóc thôi. Rồi sau đó là đến một tuần, bác sĩ gọi lại cho em nói là ô, chúc mừng gia đình, em bé không có bị gì hết. Mừng quá. Nãy giờ em cũng đang căng theo luôn á. Trời ơi, trong thời gian đó em không thể nào, một tuần đó chị biết em sống rất là nặng nề luôn. Nhưng mà họ vẫn muốn gặp em để trao đổi thêm một số thông tin. Thì nói chung là trong quá trình mang thai em rất là may mắn. Đi khám thai, đi xét nghiệm máu, thì ông xã em và ba má chồng em đều thì đi cùng em. Dạ, khi vô đó họ mới nói là ok, cái kết quả xét nghiệm á, là chỉ có 90% á, là em bé là không có bị gì hết. Trước tiên là chúc mừng gia đình, nhưng thông báo á, là còn 10% nữa sẽ có rủi ro xảy ra. Nên tôi muốn là khuyên gia đình nên xét nghiệm một lần nữa là thử nước ối. Em cũng không hiểu tại sao như vậy luôn. Đã né cái vụ là nước Nước ối ối rồi. rồi. Mẹ chồng em thiết nghĩ là 90% đó là chỉ số là đã quá cao rồi. Thì không có cần gì phải đi thử nữa. Thì lúc đó bác sĩ mới nói rằng là
Tôi nghĩ rằng là ba người không phải là người Mỹ, không hề hiểu sát ý của tôi đang nói gì, nên mới từ chối và không chấp nhận đi thử nước ối. Trong khi đó là mẹ chồng em rất là giỏi về ngôn ngữ, tiếng Anh và tiếng Pháp nói rất là rành. Cái lúc đó mẹ chồng em mới nói là ok, tôi có người chồng người Mỹ đang ngồi ở ngoài chờ, thì tôi sẽ kêu chồng của tôi vào nói chuyện với bác sĩ cho rõ ràng hơn. Thì lúc đó ba chồng em bước vào, thì nói chuyện với họ một hồi thì họ nói ok, nếu gia đình không đồng ý thì thôi không cần thử nữa. Sao bác sĩ tạo áp lực quá vậy trời? Yeah, cái đó là bé gái thứ nhất. Cái bé trai thứ hai của em á, là lúc đó là em mang thai được 3 tháng. Khi đến khám á, thì bác sĩ có sử dụng một cái máy để ra tim thai của bé và nghe cái tim thai của bé. Thì bác sĩ báo với em rằng á, ô rà nãy giờ rất là lâu rồi nhưng mà không có thấy tim thai đâu hết. Thì không có thể tưởng tượng được là một mình đã bị xảy ra một cái trường hợp thứ nhất rồi, mà trường hợp thứ hai nó còn hơn là trường một thứ nhất nữa, là không có thấy tim thai của con mình. Bác sĩ sẽ gửi em qua một cái phòng siêu âm để siêu âm liền trong ngày luôn. Lúc mà em qua phòng siêu âm á, thì họ nói với em rằng á, là em không có cuộc hẹn trước, chỉ có biết rằng em ngồi trong đó 4 tiếng đồng hồ. Cuối cùng họ cũng gọi tên em vào. Mừng quá. Mà chỉ biết bên đây thì họ đâu có nói trực tiếp kết quả với mình. Câu nói 3 năm trước là lặp lại là chỉ đi về đi. Rồi bác sĩ xin liên lạc sau một tuần. Và sau một tuần em cũng chẳng thấy gọi gì hết cho em hết. Em cũng lo lắng vậy mới gọi lên chỗ bác sĩ. Thì bác sĩ bảo là ồ, kết quả siêu âm rất là tốt, bé trai có tim thai bình thường, không có gì hết. Ủa, mới vô nữa. Trời ơi, phải mới vậy rồi vậy. Dạ. Yeah. Bác sĩ biết cách làm đau tim ghê ha. Em mang thai hai lần thật là đau tim. Chưa xong chị, tới tháng thứ 6 thì chị biết là tới tháng thứ 6 phụ nữ của mình mang thai thì mình đi thử test đường huyết thai kỳ. Thì em lại bị cái đó. Ta tư vấn thì người ta nói là có hai cách, nếu mà muốn dùng thuốc á thì nó sẽ duy trì sẵn, còn hai là em chọn cái phương pháp là kiêng ăn. Nhưng mà em không có control được. Cũng may là trong suốt thời gian đó, tới khoảng tuần thai thứ 38 thì họ nói là cái đường huyết của em hơi cao. Một ngày thì có 85, ngày hôm sau lại lên 110, ngày thêm một ngày nữa lại có 90, thêm một ngày nữa lại lên 100, đại khái là như vậy. Họ cho em thêm cơ hội một tuần nữa. Nếu một tuần nữa là em ấy là họ sẽ đưa cho em cái thuốc tiêm. Mới vừa tới cửa nhà thôi, phone gọi lên, em phải quay lại gấp. Tại vì mới vừa đưa kết quả của em cho bác sĩ chuyên khoa, bác sĩ không đồng ý, nên em phải quay lại gấp để nhận thuốc về nhà tiêm. Tiêm á thì là mình sợ ảnh hưởng về sau của mình, còn nếu mà mình không tiêm á thì con mình trong bụng nó như thế nào. Nên em quyết định cho bản thân của em một cái quyết định là nếu mà ngày hôm sau em thử máu một lần nữa, test một lần nữa, nếu mà là dưới mức cho phép thì em sẽ không tiêm, còn nếu mà trên mức cho phép thì em bắt buộc là em phải sử dụng cái thuốc tiêm đó để bảo vệ con của em. Thì rất là may cho em, sáng hôm sau em test đường có 85 mà em quyết định là em không tiêm, và liền ngay lúc đó là chiều đó em đi sanh luôn. Ôi trời, một cùng một luôn, một ngày luôn. Giống như mình thấy là rồi sao mình may mắn quá chứ, mà lỡ tim là mình vẫn lo âu nhiều thứ, đúng không? Mà sau khi em sanh xong á là vô thông báo với em là ok, đường huyết trở lại bình thường, không có bị gì hết. Ồ, do thai. Do thai. Cái thai thì bị cái tiểu đường bị rối loạn. Trời, chúc mừng em. Rồi trong cái lúc mà đi sanh á, có cái kỷ niệm nào dễ thương đáng yêu không? Cái đó là còn đáng yêu dữ nữa. Với bé gái đầu tiên trước tiên ha. Bé gái đầu tiên của em là dự sanh là ngày 11 tháng 6. Thì ông xã em cũng nói chơi thôi là con ơi, con ra đời ngày 8 tháng 6 đi con. Tại chị biết bên đây thì mình sử dụng là tháng trước ngày sau. Thì tháng trước có nghĩa là 68. Lộc phát thì không ngờ luôn là ngày 7 tây. Nhà em ăn uống BBQ. Tối hôm đó 4 giờ sáng em đang ngủ say thì em nghe cái tiếng bốc một cái giống như là bể cái gì đó. Thì em giật mình dậy thì nước ào ra. Thì em mới gọi ông xã em nói anh ơi anh dậy 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 đỡ em đi sanh. Thì ông xã em á đang trong cơn mê mà hơi say á. Hả cái gì em con hả, con ra đời hả, đâu đâu, dở chân lên. Bị gì không hả? Dở chân lên. Xong rồi cái nhìn vô ông nói ủa anh nhìn cái gì, em chưa có ra mà, con chưa tới. Xong rồi cái ông xã nói vậy ha, vậy thôi để thay đồ. Thì em dậy em đi tắm. Lúc đó khoảng 4 giờ mấy. Và từ nhà em mà qua tới bệnh viện là khoảng 1 tiếng đồng hồ. Vừa vô trong đó nằm làm thủ tục xong hết á, thì là y tá có hỏi em là em có muốn sử dụng thuốc Apidol không? Là thuốc giảm đau. Em trả lời rất là nhanh và gọn lẹ, không cần phải suy nghĩ. No. Tại vì chị biết sao không? Mẹ em khuyên là con ơi, khi mà con đi sanh con nhớ cố gắng đừng sử dụng thuốc nha con. Tại vì thuốc đó nó sẽ làm ảnh hưởng cái xương sống của mình. Và cái cây tim rất là dài. Mà con mà tim vô là nó còn đau hơn lúc con đi sanh nữa. Mình đâu có biết đâu chị. Mình tin mẹ mà. Tới khoảng 7 giờ thì họ đẩy em lên phòng sanh. Em cũng không hề đau gì hết. Rồi tới 7 giờ 15 thì em bắt đầu em feel được nó đau rất là dữ dội, đau lắm luôn. Hai chị cũng có con, hai chị cũng biết rồi. Cái đó là đau đẻ mà. Cái hơi của em muốn push ra ngoài luôn. Cái em mới nói với y tá là
có thể kiểm tra giùm liền được không? Tại vì không có thể nào chịu nổi được, muốn push rồi. Cái y tá vô kiểm tra là bắt đầu gọi bác sĩ lên liền. Bác sĩ vừa lên một cái là em nghĩ là em push khoảng 3 lần là em bé ra đời. Chuyện gì là khỏe đó. Có 15 phút thôi là em bé ra đời rồi. Xong rồi em được mệnh danh là Superwoman tại bệnh viện đó. Tại vì không có sử dụng thuốc Apador, không sử dụng cái gì hết. Và chỉ lên là đau, thiệt là đau. Rồi 15 phút em bé ra. Là giỏi lắm á. Là Superwoman đó chị. Rồi xong rồi tới bé trai thứ hai. Là ngày hôm đó là em dọn nhà, chuyển qua nhà mới. Lúc đó cái cơn đau nó lên thì em nghĩ là ồ chắc là sáng giờ mình dọn dẹp hơi nhiều nên nó bị đau. Thì em mới ngồi nghỉ một lát. Thì lại nói ồ sao cái cơn đau lại nữa. Rồi lại ngồi nghỉ tiếp. Mà cái cơn đau nó sẽ cái khoảng ra, nó giống như là xa rồi nó gần lại hơn. Thì em mới nghĩ là ồ chắc là mình gần sắp sanh rồi. Thì em mới nói ông xã em. Thì ông xã em mới nói em thay đồ tắm rửa đi rồi anh chở em đi vô bệnh viện. Thì em mới nói ủa chưa có dấu hiệu gì mà đi bệnh viện chi. Thì vừa lên tắm xong là em ra huyết hồng. Lần này thì từ nhà em đến bệnh viện cũng gần hơn là 35 phút. Nó đau mà không chịu nổi, phải nắm cái cây trên cái xe đó mà muốn tuột xuống luôn vậy mà không thể nào chịu nổi. Và tới bệnh viện là hai chân em phải khép lại như vậy. Tại vì mình không có đi được, nó rất là nặng ở dưới rồi. Nó muốn đi ra nó rồi. Nó muốn đi ra rồi dạ. Đó, đâm ra chỉ ngồi trên cái xe đẩy đó, đẩy vô trực tiếp vô trong. Vô trong xong rồi lên, vừa nằm lên giường thôi. Là em nói y tá là kiểm tra gấp giùm em đi, em không thể nào kiềm được rồi. Cái y tá kiểm tra nó oh my god. Rồi đẩy luôn phòng sanh luôn. Bác sĩ mà theo dõi em trong suốt quá trình mang thai á, không kịp tới luôn, phải nhờ tới bác sĩ thực tập ở bệnh viện phải đỡ sanh cho em. Rất là nhanh luôn. Sau khi đó là bạn bè em mà cứ gặp em là cứ trêu em là trời ơi, sanh cái gì mà nhanh mà dễ như gà vậy. Sanh nữa, sanh dễ quá mà, sanh đi. Thế có bí quyết gì, ví dụ như là đi nhiều? Tại vì có những người phụ nữ á, họ cứ đi vậy á, thì đẻ rất là nhanh. Em nghĩ chắc đi bộ nhiều, yeah. Đi bộ rất là nhiều. Vậy là hai bé đều sanh nhanh vậy luôn. Nhanh vậy luôn. Vậy thì cái cách chăm sóc của hai bé có giống nhau hay là khác nhau? Khác nhau hoàn toàn chị. Bé gái của em á, khi mà sinh ra đó là một đêm á, bé thức chỉ có hai lần thôi. Khi đến hết một tháng là qua tháng thứ hai là bé ngủ từ tối cho đến sáng luôn. Dạ, rất là khỏe. Và mình cứ nghĩ là ồ, bé thứ hai chắc là cũng phải hơn bé thứ nhất là dễ hơn nữa nha. Không phải đâu nha chị. Trời ơi, từ khi mà sanh bé ra hả, một đêm thức chắc 4 lần, 5 lần. Cứ 2 tiếng, 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng đòi bú một lần. Mà bé bú xong là cứ ít nhất một ngày phải 2 lần sặc sữa. Mà sặc như vậy thì cứ cờ hước lên, không có thở được. Và có một lần là khi em cho bé bú xong, bé sặc sữa một cái, nhìn lại môi bé tím luôn chị. Rồi lúc đó vợ chồng em rung lên hết. Nhưng mà cũng vỗ rồi cũng làm mọi cách đó. Thì bé trở lại bình thường. Từ khi đó là coi như là mỗi đêm là hai vợ chồng phải thức cùng lúc với nhau để mình kịp cách được xoay trở chị. Và cũng may là tới bây giờ thì hai bé cũng lớn, nhưng mà em cũng rất kiêng cái là những cái món ăn của hai cháu á, từ lúc mà ăn dặm cho tới bây giờ là ông xã em nấu hết, làm từ A đến Z luôn, thay tã cho bú, nói chung tắm rửa, nói chung làm hết xí phần luôn vậy đó. Xí phần luôn. Như khi chị biết em thấy ông xã em nấu ăn thì em nói là để em phụ cho. Ông xã em nói thôi em đi ra đi, em ra chơi với con đi, để trong đây nóng lắm. Rồi thứ hai em không có biết rồi em phụ, nhiều khi võng tay võng chân nữa, rồi mất công em đi ra anh làm cho nó nhanh, là coi như là làm hết, không có cho phụ gì hết. Có một cái nữa là hai đứa trẻ của em á, thì trước khi đi ngủ á thì kêu là ok tắt đèn đi ngủ, thì có một câu nói duy nhất thôi, daddy tài, là có nghĩa là giống như Chúa Giêsu á, buổi tối mình giang thai á thì mỗi bên mỗi bé. Ồ, vậy là con vậy. Theo ba. Yeah, như vậy thì mới chịu ngủ. Mẹ bá đạo mà mẹ bá đạo không cần phải làm gì hết. Nhưng mà cái công việc á là em làm nail đúng không? Dạ. Yeah. Thì cái công việc đó nó phải là từ sáng đến chiều tối mới về. Dạ. Yeah. Thì dường như là mình không có gặp bé được nhiều. Em có thấy là mình bị thiệt thòi với có, lại chị. Rất là thiệt thòi luôn. Nhưng mà em cũng dành mỗi một ngày chủ nhật để em nghỉ làm ở nhà, để dẫn các con đi chơi và đi du lịch rất là nhiều. Em không có nghĩ là mình làm ra nhiều tiền để làm gì, để mình dẫn con mình đi chơi, để khi mà còn nhỏ nó lưu lại những cái khoảnh khắc với mình. Chứ mà lớn rồi mình có rủ đi chơi nữa thì cũng không có đi đâu. Rồi sau khi sanh vậy á, thì có thấy cơ thể mình nó khác với cái lúc mà mình chưa sanh không? Ờ, cái đó thì cũng khác chứ. Theo em thì là cái thứ nhất là mình hay quên. Có nhiều khi á, em đến một cái tủ hoặc em định lấy một cái vật gì đó, thì em đến đó em lại nói là ủa mình đến đây để làm gì. Rồi có nhiều khi thì em nói là nói chuyện với em xã em á, kể câu chuyện đó nghe rồi, rồi xong rồi kể lại thì em xã em lại nói là ủa em xin thường mà chứ đâu có xin mổ đâu mẹ, quên dữ vậy em. Không, chị cũng là một trong những trường hợp hay quên. Và đó là lý do tại sao mà lúc nào cũng có một cái quyển sổ với cây viết đó. Yeah. Mà nhiều khi á là mình nhớ trong đầu rồi nha, mình quay qua mình định viết. Không nhớ lại gì. Không nhớ là cái gì luôn. Cái nữa là em tính tình rất là thất thường. Buổi sáng thức dậy rất là vui, đùng một cái chỉ cần một giây phút nào đó thôi là tự nhiên quạo lên và nóng tính lên.
có một cái điển hình giống như là ông xã em mới hỏi là ô em có ăn sáng không thì để anh làm, em mới nói ok anh, em xã em làm xong thì em ngồi xuống bàn em nhìn cái tô bún tự nhiên quạo lên à. Cái ông xã em mới nói em có biết rằng em là một người rất là may mắn không có làm nấu việc bếp mà anh nấu ăn hết, anh nấu nướng hết mà em còn tỏ thái độ như vậy nữa. Thì bắt đầu mình cảm thấy sao mình làm cái gì kỳ vậy nè, rồi bắt đầu mới nói mình nói mà tại không hiểu sao lúc đó là mình lại tỏ thái độ lên như vậy. Nhưng mà em có tìm một cái phương án nào để mình khắc phục cái điều đó không? Có đi hỏi mọi người hay là search Google là ủa tại sao mình bị như vậy hay không? Không biết, nhiều khi cái tính tình của mình hay sao. Rồi có cái này cũng và không hiểu tại sao, không biết là các bạn mạng miễn sửa khác có giống em hay không. Là nóng lạnh á. Ví dụ như là cái ngày hôm đó là chị biết Cali thì thời tiết rất là mát, thì em không có cần phải mở máy lạnh, nhưng mà em cũng cảm giác là rất là lạnh trong nhà. Em nằm trên giường em cũng phải đắp mền. Rồi hai bé của em thì chơi, thì ông xã em lên mới thấy nói ủa trời ơi chơi nóng vậy sao em không mở quạt cho con mát mà em còn nằm đó đắp mền. Cái em nói ủa em thấy lạnh lắm mà, đâu cần phải mở quạt đâu. Và có một hôm á thì em nói ủa sao thấy ba cho con chùm mền mà mình cảm giác feel rất là nóng nực luôn. Em nói ủa rất là nóng mà tại sao ba cho con phải đắp mền vậy. Thì con gái em nói mami ơi lạnh mà. Vậy là cái cơ thể cũng bị thay đổi. Khác ngược người ta. Khác ngược người ta luôn. Vậy là tất cả các bà mẹ nào hình như là sau khi sanh họ đều bị trải qua những cái mà cái giai đoạn kỳ, cái hormone đó chưa có cân bằng lại á chị, nó tùm lum hết. Cái đó nguy hiểm lắm. Chồng mà không hiểu được không đó, hiểu là được. tan nát cái nhà luôn. Hiện giờ là mình nói về chuyện sức khỏe, rồi còn về cái ngoại hình thì bạn có bị thay đổi rồi có cảm thấy tự ti hay buồn gì không? Cái đó thì không, nhưng mà cái đó cũng là một cái tật xấu của chồng mình, nấu đồ ăn ngon. Mà nếu mà em ăn nhiều á, mà gặp em thích ăn nữa chị, mà em nhìn đồ ăn ngon là em chịu không có được. Mà em ăn nhiều là em rất là lên ký rất là nhanh luôn. Biết vợ mình như vậy nhưng mà cứ nấu ăn ngon mỗi ngày. Và chị biết là nhà em là mỗi buổi sáng á, là mỗi món ăn khác nhau, đầy đủ hết món bún, bún bò, bún phở gì là đã có đầy đủ hết, ổng nấu được hết. Mỗi buổi tối thì mỗi món ăn á, là phải 3-4 món trở lên mà mỗi ngày đều phải khác nhau. Thì nhiều khi em hỏi em xã em á, ủa anh ganh tị với sắc đẹp của em hay sao mà anh cứ nấu đồ ăn kiểu này, em ăn thì dĩ nhiên em phải mập, em phải xấu rồi. Ủa anh nấu cho em ăn mà em còn chê nữa là sao? Rồi sau có những cái ngày á thì ông xã em nấu thì em mới nói là mình nghĩ là mình nên kiêng ăn một chút để nhiều khi mình mập quá mình cũng khó kiêng lại. Thì thấy ông xã em không được vui thì em cố gắng thôi ngồi xuống ăn chung cho vui. Vừa ngồi xuống xã em nói ồ hôm nay em mặc em tròn quá. Trời ơi. Và cái tướng em trời sao giống bằng tướng anh quá vậy. Trời ơi chị coi chịu nổi không chị? Đã vậy rồi còn nói vô nữa. Thì đó mình. Đó chị coi chịu nổi không? Rồi trong cái chuyện mà giáo dục con cái thì sao? Anh chồng hay là em là cái người sẽ dạy con? Dạ thì cũng cả hai. Nhưng mà ông xã em thì thiên về là binh vực con nhiều hơn, giống như là kiểu không có la, thương con, cưng, coi như muốn cái gì cũng được. Thì em là người phụ nữ đóng giá ác trong gia đình. Ủa sao nhiều người phụ nữ đóng giá ác quá vậy? Cũng không có la nhiều đâu, em cũng không có đánh gì hết. Em chỉ đứng là khoanh tay và mình phải giải thích. Thì khi mình giải thích thì con mình nó mới hiểu, chứ mà mình đứng mình la quang quát thì nó sẽ tạo cái áp lực cho nó và nó không hiểu gì hết. Nhưng mà có khi nào em cái cơn điên của mình lên cũng có chứ chị. Rồi mình có thể mình đánh vào chân con mình không? Cũng có chứ, trẻ mà nhiều khi rất là quấy, rất là nhiều cái thì em cũng có đánh vào cái chân thôi. Nhưng mà có nhiều cái là em đang rất là giận dữ luôn, đánh á thì em nói giải thích xong bé hỏi mẹ nói gì con không hiểu. Tại vì bé bên đây là bé đã đi học rồi, vừa hai ngôn ngữ. Tội nghiệp cũng tội. Dạ, rồi xong rồi mình phải giải thích thì bé nói dạ con xin lỗi. Nhưng mà nói tiếng Anh nhiều hay là tiếng Việt? Nói chung là ở nhà đó thì bé nói tiếng Việt, thì đi học thì bé nói tiếng Anh. Nhưng mà khi về nhà nhiều khi sometime em giỡn với lại bé đó, em nói tiếng Anh á, thì bé nói mami phải nói tiếng Việt, con không thích nói tiếng đó. Con thích nói tiếng Việt ở nhà. Ôi vậy luôn, giận mình luôn. Nhắc mẹ đó. Con thích nói tiếng Việt ở nhà. Dạ. Nhân dịp chương trình, em cũng muốn gửi lời đến ông xã em và cảm ơn anh rất nhiều và dành tất cả về cho gia đình. Cảm ơn anh rất nhiều là anh đã nấu những món ăn ngon cho ba mẹ con em. Và cũng nhân dịp đây em cũng xin gửi đến bà mẹ bỉm sữa khác là hãy nên mạnh dạn đăng ký tham gia chương trình để coi như mình lưu lại những một cái kỷ niệm, khoảnh khắc mình chia sẻ với chương trình. Em muốn xin nhờ chương trình cho em gửi lời thông điệp với con gái của em. Mẹ biết rằng là năm nay con mới 6 tuổi thôi thì con cũng chưa có hiểu nhiều, nhưng mẹ muốn nhờ chương trình lưu lại những cái khoảnh khắc khi con lớn con coi thì con sẽ hiểu những cái lời tâm sự mẹ muốn gửi đến con. Mẹ sẽ hy sinh hết, lúc đó chỉ có muốn là con mình khỏe thôi. Và mẹ cũng mong rằng khi lớn lên con là một người phụ nữ mạnh mẽ, thành đạt, và cũng mong con sẽ kiếm được một người chồng và bên gia đình chồng yêu thương con hết mực như mẹ hiện tại bây giờ.
mong con gái của mẹ lúc nào cũng ngoan hiền, khỏe mạnh, yêu thương gia đình cũng như những cái tình cảm mẹ dành cho con. Và chương trình cũng cảm ơn em rất là nhiều. Cảm ơn em đã dành khoảng thời gian mà ngay cái nghỉ ốc của mình, chẳng lẽ là cho gia đình và hai nhỏ, nhưng mà vẫn dành đến đây để cùng chia sẻ với lại các bà mẹ bỉm sữa.